Hello everyone, xin chào tất cả các em. Cô là Phạm Lan Phương, giảng viên tại Oxford English UK Việt Nam. Trong video ngày hôm nay thì cô sẽ chia sẻ với chúng ta 3 tips hiệu quả trong quá trình chúng ta take notes cho kỹ năng IELTS listening. Chắc hẳn có nhiều bạn đã từng nghe được lời khuyên đó là khi nghe thì chúng ta phải take notes để có thể chọn được đáp án đúng. Nhưng cụ thể là take notes những gì và take notes ra sao thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua video này nhé. Tip số 1 của cô đó chính là không viết chính tả. Nếu như các em đang hiểu lầm việc take notes có nghĩa là chép lại tất cả những gì mình nghe được thì đây là một cách hiểu sai. Điều này sẽ khiến chúng ta rất mất thời gian khi làm bài thi nghe và có thể bỏ lỡ đáp án. Vì vậy, lời khuyên của cô dành cho chúng ta đó là mình sẽ chỉ take notes lại những từ khóa quan trọng bao gồm động từ, tính từ, danh từ hoặc là trạng từ và tránh take notes lại những từ như là giới từ hoặc là mạo từ bởi vì chúng không hề đem lại ý nghĩa cho chúng ta. Hãy nhớ điều cốt lõi của việc làm bài listening đó là chúng ta phải hiểu được mạch trò chuyện giữa hai, ba người hoặc là hiểu được bài nói của một người. Tip số 2 trong quá trình chúng ta take note cho kỹ năng listening đó là hãy tự tạo cho mình một hệ thống viết tắt nhất định. Đây là một mẹo vô cùng hữu ích với những bạn mà có thói quen viết hơi chậm một chút. Bởi vì khi nghe chúng ta phải làm hai việc đồng thời, thứ nhất là take notes, thứ hai là phải lắng nghe băng. Chính vì thế nên là có những từ rất là dài, chúng ta có thể rút ngắn nó lại bằng hệ thống viết tắt của riêng mình. Một số từ mà cô thường viết tắt theo kinh nghiệm của cô như sau. Ví dụ thay vì viết chữ and thì cô có thể dùng ký tự. Một số từ khác cô cũng hay sử dụng cách viết tắt cho mình, ví dụ như là từ problems, solutions hoặc là assignments. Nhưng điều quan trọng nhất đó là chúng ta phải đảm bảo sau khi mình tạo được hệ thống này, mình phải hiểu những gì mình đang viết. Và tip cuối cùng, tip số 3 đó là hãy để ra những khoảng trống nhất định trong quá trình mình take notes. Có rất nhiều bạn viết được rất nhiều từ trên trang nháp của mình, tuy nhiên khi nhìn lại thì đọc không hiểu mạch trò chuyện như thế nào. Vì thế nên là các em đừng có viết xít tất cả những chữ vào với nhau. Hãy cố gắng để ra những khoảng trống nhất định để mình có thể hiểu được flow của bài nói từ đầu cho tới điểm kết thúc. Và đặc biệt đối với cuộc hội thoại, chúng ta có thể kẻ đôi tờ nháp của mình ra để phân biệt được đâu là thoại của người A và đâu là thoại của người B. Điều này cũng sẽ khiến cho chúng ta nghe và nhớ lại được bài nói của họ dễ dàng hơn. Alright, thế thì trên đây là phần chia sẻ của cô về 3 tips hiệu quả giúp chúng ta take note tốt hơn trong quá trình làm bài thi IELTS Listening. Hy vọng chúng ta có thể áp dụng được những mẹo này vào phần thi của mình nhé. See ya!